Clip này có sự đồng hành của nhà khoa Sunlip 159A Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận. Tới đó nói, bạn anh dưa leo thì sẽ được cạo vừa răng miễn phí 100%. Niềng răng trọn gói 30 triệu mà trả trước 5 triệu, mỗi tháng trả 1 triệu. Răng sứ giảm 50% bảo hành trọn đời. Và các ưu đãi khác nằm trong phần pin comment coi cho kỹ. Nhớ nhé, nhà khoa Sunlip 159A Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận, bạn anh leo. Quỷ Cẩu là một bộ phim dở như cẩu luôn. Người chết còn nhiều điều khuất tất với người nhà, nên nó mới đã biến thành oán linh. Nếu không ngăn chặn kịp thời thì gia đình sẽ gặp chuyện tan dập. Đây là một bộ phim Việt Nam. Nói tới đây chắc nhiều người sẽ dở là chuyện đương nhiên rồi. Không, cũng có những bộ phim Việt Nam hay, chẳng hạn như là Đêm Tối Rực Rỡ, tôi có review rồi, các bạn có thể coi trong phần pin comment. Tuy nhiên, đây là một bộ phim Việt Nam dở. Nó dở không phải là bởi vì thông điệp. Thông điệp của bộ phim này nó khá ý nghĩa, rằng chúng ta không nên ăn thịt chó. Tôi thì cũng là một người không ăn thịt chó. Tôi cũng không thích chuyện ăn thịt chó. Nhưng cách thể hiện của bộ phim này á, nó không có tác động gì tới những người mà vẫn đang ăn thịt chó hết, tại vì nó dở. Tôi coi tôi còn thấy nó dở nữa mà. Cái câu chuyện của nó thì khá là quen thuộc đối với những ai đã từng vô VOZ Forum coi. Đó là câu chuyện đất độc, về một cái hình ảnh một con ma mà là con chó chống cây gậy, đội cái nón lá đi trong đêm mưa. Nó khá là ấn tượng và cho chúng ta thấy rất là nhiều người có khả năng kể chuyện. Mặc dù đó chỉ là một câu chuyện xạo thôi nhưng mà nghe nó cũng rất là quan hoài. Nhưng khi câu chuyện đó được đưa lên màn ảnh thì do không có đủ khả năng về đạo diễn, kịch bản lỏng lẻo, các thứ ở trong bộ phim, nó dẫn tới thông điệp của bộ phim này và cái câu chuyện đó nó dở như cẩu vậy đó. Thiệt sự, coi cái review của tôi rồi sẽ biết nó dở ở chỗ nào ha. Vô clip. Đầu phim á, có ông đó chở thịt chó đi bán trong đêm khuya. Xe đang chạy cái hư, cho ông kêu tiền xì bố đó. Cái xong xuống cái bắt đầu ông rửa xe. Ông rửa xe xong á, bắt đầu tay ông dơ quá trời dơ luôn. Cái ông quyết định mình chạy xuống cái kênh mương nước dơ ở dưới để mình rửa tay cho nó sạch. This is Elon Musk. Rất là logic luôn nha. Trong lúc đang rửa tay thì con chó nó sống dậy, mắt nó đỏ hồng. Ông đó ông chuẩn bị quay qua coi thì bắt đầu ông té ụp mặt vô trong cái vũng nước đó. Cái ổng chết. Cái con chó nó quyết định thôi, tốn tiền CGI nhưng mà này nó chết rồi, chẳng có gì làm nữa. Chó nằm xuống ngủ. Xong cái bắt đầu quay qua cảnh khác. Cảnh buổi sáng là con của ông đó với lại con nhỏ bồ của thằng đó đi xe về quê. Lúc đi từ đầu ngõ vô á, đường mọi người xung xao rồi, lúc này là bắt đầu là đám ma của ổng rồi. Thì á, thằng đó bước vô nó thấy ba nó vẫn còn mở mắt, cái bắt đầu nó vuốt mắt ba nó. Cái ba nó trợn mắt lên quá rồi, máu chảy ra quá trời luôn. Cái nó tiếp tục vuốt nữa, vuốt một cái rõ ràng trong dòng máu nó luôn. Xong đứng dậy đi vô nhà, không có rửa tay, không có chùi tay vô quần luôn đó mấy bạn. Đúng là cha con nhà này ở dơ giống nhau. Sau khi mà đi vô trong nhà thì thằng này nó mới nói với nhỏ bồ là em đưa vali để anh kéo cho đỡ mệt. Anh ấy ghê lắm. Trời đất ơi, đi từ đầu đường vô tới giờ có một mình nhỏ kéo vali vô tới nhà còn có chút xíu nữa hả, kêu để anh kéo cho đỡ mệt. Chi vậy trời, làm vậy cái xong cái nhỏ quay qua cái bị ba của thằng đó xuất hiện hôn hồn lên, nhát ngỏ một cái hết hồn luôn. Có đưa cái vali thôi mà cũng hán nhát nhỏ nữa, mà nó nhát rất là vô lý. Tại nhỏ này nó đâu có làm gì đâu, nó mới từ ngoài xa đi vô thôi, đâu có làm gì, cũng không ở trong nhà nữa, không có nhát á là nhát gì, nhát cô nhát chú nhát người trong nhà, tự nhiên đi nhát nhỏ nhám với sợ nhám luôn. Nhưng chưa hết nhám đâu, bà cô là em của cái ông mà vừa mới qua đời mới bắt đầu đem tô rượu mận lên cho nhỏ ăn. Nhỏ nói giờ con không ăn thịt chó. Các bà cô đang vui vẻ vậy cái trời ơi, thịt chó ngon thế mà không ăn, nhà này mà không ăn thịt chó là thua rồi. Thua là thua cái gì, giờ tôi với bà nè đem bài ra quýnh nè, đánh uno nè, đánh poker nè, có ai thua ha. Có cái chuyện không ăn thịt chó mà thua là thua làm sao. Nhưng chưa hết, xuất hiện một bà thím, bà này là vợ của ông chú của thằng này, bắt đầu bước vô cũng bắt đầu kiểu xéo sắc luôn. Trời sao mà con đẹp dữ vậy con, da chắc dưỡng ngon lắm phải không? Ý nói là ở trên thành phố xuống da đẹp đâu có bằng những người ở dưới đây người ta da xấu, kiểu inferiority complex đó mấy bạn. Cái nhỏ mới kêu dạ để con tặng thím cái sản phẩm dưỡng da của con. Thôi khỏi con ơi, thím nó chơi vậy thôi. Nó chơi nói làm gì, câm miệng đi. Ok, xong cái bắt đầu thằng này đi ra ngoài ngồi thay đồ, cái bắt đầu ăn uống, bắt đầu lúc đó mọi người dọn lên đồ ăn, cái bắt đầu hàng xóm láng giềng cũng nhảm nữa. Tháng này không ăn hỏi ủa sao nhà bán thịt chó mà con không ăn thịt chó vậy. Ăn nói xà lơ sao cô nói gì,
Tôi nói thiệt, tôi coi tới khúc này là tôi biết ý định của kịch bản, của đạo diễn là muốn thể hiện cho thấy là nhà này bán thịt chó, nhưng mà thằng này có đầu óc cho nên nó không có ăn thịt chó. Nhưng mà làm như vậy á, nó chỉ làm tạo ra cái cảm giác rất là khiên cưỡng và rất là nhảm nhí. Bởi vì cái chuyện mà ăn uống không có ai mà nói kiểu vậy hết. Sao nhà mày bán phở mà mày không ăn phở? Không có ai nghĩ vậy, thì người ta đã biết một chuyện đơn giản, nhà nào bán cái gì thì nhà đó bảo đảm không có muốn ăn cái đó. Ngày nào bán ế cũng phải ăn lòi bằng họng, đâu có ai muốn ăn nữa đâu. Tại sao là tại sao, cái gì, cái chuyện đơn giản như vậy thôi mà cũng không biết nữa. Cũng giống như cái chuyện đơn giản là bấm share, bấm subscribe cái kênh của anh Leo vậy đó, để coi được những review hay ho hơn, hoặc là coi những cái clip mà về tinh thần rất là tuyệt vời, như là cái review mà The Boy and the Heron đó, các bạn có thể coi lại đi, siêu lắm. Donate xong là các bạn có cái review y chang như ý của các bạn luôn, tuyệt vời vô cùng, đúng không? Nhưng mà quay lại cái bộ phim này, tối đó thằng đó mới nằm ngủ, chỉ có một mình nó hả, đang nằm ngủ cái nó tự nhiên thấy một người đi chân không, cái nó lên nó không thấy gì hết trơn hết đó, cái đùng cái nó bị hù. Cái người hù nó chỉ có 0.5 giây thôi, mình không biết là ai hù hết trơn hết đó. Sau đó mình mới biết là ai hù, tại vì kế đó là nó thấy nguyên cái gia đình của nó đều treo cổ hết trơn hết đó, thì bắt đầu xuất hiện ông ba của nó. Giờ mới biết là ba của nó nói nó sẽ giết cả gia đình này. Xong cái thằng này giật mình tỉnh dậy. Đây là một cái cảnh thường thấy của phim Việt Nam, tại vì có cái cảnh nào mà nó ma quái rồi không biết giải quyết làm sao thì cho giật mình tỉnh dậy, giống như trong cái phim Vô Diện Sát Nhân tôi đã review nằm trong phần pin comment đó mấy bạn. Thì trong này cũng giống vậy thôi. Còn tại sao tôi nói tới giờ mà mới biết là ông ba là tại vì biết sao không? Từ đầu tới cuối á, mình không có thấy mặt ông ba. Ông lúc mà đầu phim á là tối thui tối mò, ông xuất hiện mấy cái ông một mặt dũng nước, mình không biết mặt của ông đâu hết trơn đó. Sau đó ông là xuất hiện dai, lúc nào cũng nhắm mắt hết, giờ mở mắt ra mình có biết ông là ai đâu. Thành ra không thể nào nhận được mặt hết á. Nhưng mình nhận thấy được cái sự toxic của gia đình này. Bởi vì hôm sau á, sau khi nguyên cái gia đình mà đi làm đám ma về, cái bắt đầu họ nấu cơm ăn. Cái gia đình ăn cơm á thì vô cái bắt đầu bà cô bắt đầu nói chuyện với con nhỏ mà trên thành phố bồ của con này á. Gia đình á, ăn cơm thôn quê đạm bạc, có gì con đừng có chê nhá. Really nigga? Đây là một cái cách nói rất là passive aggressive, cho thấy cái chuyện là inferiority complex. Kiểu ở quê không có gì ăn hết á, thành ra từ trên thành phố về đừng có trách này nọ. Nhưng cái đó không cần phải nói như vậy. Cách nói vô cùng đơn giản là nhà không có gì ăn hết, nhà dưới quê, cho nên mấy món này là món quê nè con. Không có một ai mà có đầu óc, mà đặc biệt á lại là bồ cháu trai của mình về, nó sẽ không bao giờ mà nói về vấn đề này hết trơn hết á. Kế tiếp nhỏ mới bắt đầu á là dạ mời cả nhà ăn cơm. Xong á cái ông chú đập đủ cái rầm. Trong nhà này không có ai có tên họ gì hết à? Đây là một cái cách passive aggressive, manipulate, thao túng tâm lý người khác, guilt trip người khác, làm cho người khác cảm thấy có tội lỗi trong một cái chuyện mà người ta không hiểu gì cả. Đây là một cái mà thường thấy mà tôi rất là ghét. Bởi vì các bạn biết sao không? Trong cái clip mà thao túng tâm lý của tôi có nói trong đó, nó là như vậy. Passive aggressive có nghĩa là tao không có nói ra nhưng mà mày phải tự hiểu là mày có lỗi. Lỗi chỗ này là gì? Là con nhỏ này mời, không có mời từng người ở trong gia đình, mà mời chung là mời cả nhà ăn cơm. Mà cái kiểu mà thao túng tâm lý như vậy nó làm cho nhỏ cảm thấy có tội lỗi. Nhưng vấn đề là không phải ai cũng biết. Tại vì á, có một cái cách vô cùng đơn giản để giải quyết vấn đề đó là con, chú là tên gì, cô tên gì, thím tên gì, con mời cả nhà thì một cả nhà sẽ vui hơn. Nó vô cùng đơn giản chứ không cần phải nói cái câu mà ngọt nhẹ, nặng nhẹ như vậy để làm gì hết. Nó vô cùng toxic và rất là nhảm nhí luôn. Nó nhảm tới mức mà hả, ở dưới gầm bàn của con ma chó khúc đó đó, nó cũng lắc đầu. Nó cũng thấy cái cảnh này nó quá sầm lờ mà, thành ra nó lắc đầu, tôi cũng thấy vô cùng hợp lý rồi. Các bạn mà thấy cũng đồng ý như tôi thì nhớ share cái clip review này nhé. Bởi vì chỉ có review thôi mà các bạn cũng thấy được những cái đặc điểm tâm lý rất là tồi tệ chúng ta cần phải né, đúng không? Share, subscribe và donate đi mấy bạn. Đừng quên, clip này có sự đồng hành của nha khoa Sunlip 159A Trần Nguyên Liệu, quận Phú Nhuận. Tới đó nói, bạn anh dưa leo thì sẽ được cạo gội răng miễn phí 100%. Niền răng trọn gói 30 triệu mà chỉ cần trả trước 5 triệu, mỗi tháng trả 1 triệu. Răng sứ 50%, bảo hành trọn đời và nhiều ưu đãi khác nằm trong phần pin comment. Nhớ nhé, nha khoa Sunlip 159A Trần Nguyên Liệu, quận Phú Nhuận. Bạn anh dưa leo là pass. Nhưng cái sự nhảm nhí và toxic nó chưa hết. Tại vì cảnh kế tiếp là cảnh con nhỏ đó ngồi rửa chén. Đây là cái cảnh mà tôi thường thấy ở trên Facebook, chụp hình nguyên một cái đống chén rồi kiểu à, thấy chưa, thấy nhỏ này có thể mà giải quyết được cái vấn đề này hay không, để cho nó biết là nó có phải là nhìn trước nhìn sau, ngó tới ngó lui trong gia đình này không. Quá nhảm luôn. Nói thiệt á, con trai dẫn bạn gái về thì nó biết ý nó sẽ vô rửa chén, nhưng không phải nó biết ý mà đem một đống chén để mà bắt nó rửa kiểu như vậy. Tại vì làm như vậy là mất dạy. Bởi vì hồi xưa bà cũng đã từng đi làm dâu, bà khổ như thế nào, bây giờ bà hành nó để được cái gì? Bà ngu rồi, bà khổ rồi, bây giờ bà hành nó để chứng tỏ bà cũng mất dạy y chang như bà mẹ chồng hồi trước hả? Đó là một cái vô cùng nhảm nhí.
Mà nhảm nữa là cái thái độ của con nhỏ này. Nhỏ đang rửa chén, thằng đó muốn vô phụ nó, cái nhỏ. Thôi anh đừng rửa, anh mà rửa đó là cô chú nói em vô dụng nữa. Trời đất ơi là trời, mới nói chuyện chút xíu thôi mà đã bị thao túng tâm lý tới mức như vậy rồi. Thôi bỏ nó đi, cái thằng này nó mới xin lỗi. Nhỏ nói: anh xin lỗi làm gì xin lỗi hoài vậy? Anh xin lỗi rồi có thay đổi được gì không? Trời ơi cô ơi là cô, thằng này nó biết gia đình của mình mất dạy với cô, cho nên nó xin lỗi là nó rất là có ý tứ rồi đó. Cái cô nói em xin lỗi không có tác dụng gì hết, là cô không có hiểu một chút xíu nào về cái thằng người yêu của mình hết trơn hết á. Nhưng không sao, tại kế tiếp nhỏ bị trừng phạt. Tại vì lúc đó bà má bà bước ra, bà mới kêu: con chở má đi mua trái cây để mà cúng. Trong đêm khuya vậy đó, không đợi mai cúng, trong đêm phải đi mua trái cây liền. Mục đích chính là để làm gì? Để cho nhỏ này một mình ở nhà. Ở nhà sao? Thì gặp ma thôi. Phim là quỷ cẩu, bảo đảm gặp ma chó. Nhỏ bắt đầu đi vô trong bếp, cái thấy bếp đèn, mà đèn theo kiểu toàn là bóng đèn đỏ, mà đèn như bằng thờ mấy bạn. Nhìn thấy gớm lắm. Xong cái bắt đầu nguyên một bầy chó, mà chó đầu người. Cái nhỏ sợ quá, nhỏ lên à! Cái bắt đầu đèn quay trở về bình thường. Xuất hiện bà má với lại thằng bồ của nó. Có sao không em, có sao không em? Cái nhỏ trả lời vậy nè: dạ con không sao đâu. Mày thấy ma thì mày nói mày thấy ma, mày thấy chó đầu người thì mày nói chó đầu người, chứ gì mày nói không sao. Mày nói không sao, gia đình này mới nghĩ nhỏ này nó có sao á. Tại vì theo cái nhìn của gia đình này thì thấy đèn đuốc bình thường, tự nhiên con nhỏ này nó la là nó bị khùng rồi đúng không? Nhưng chưa hết, không phải chỉ có mình nhỏ khùng, mà về tới phiên má của thằng này. Má thằng này vô bắt đầu Nam mô A Di Đà Phật. Thì bắt đầu đang cúng á, cũng đèn tối thui tối mò. Mấy phim ma là vậy mấy bạn, lúc nào cũng phải đèn tối thui tối mò, tại vì đèn nó sáng lên thì không thấy có gì đáng sợ đó. Tối thui tối mò xong đang cúng cái đầu tự nhiên nhà rung bật vậy đó. Cái má nó nhìn lên trần nhà, nghe cái tiếng cọc á. Cái có miếng giật, miếng ngói nó bị gỡ ra, cái có một bàn tay thò vô, bấm nút share, bấm nút subscribe cái kênh của anh Dưa Leo, tại vì nó quá hay ho, và bấm nút donate nữa. Tôi hơi trẻ chút xíu, nhưng mà khúc này á, bà nhìn lên trần nhà cái bà sợ quá, bà nhìn mà thấy ma mà, bắt đầu nhìn lên trần nhà cái bà bị kéo vô gầm giường. Trời đất ơi, có con quỷ này nó cũng biết chơi chiêu mà cứ bằng mà dương đông kích tay. Nhìn lên trần nhà nhưng mà kéo vô gầm giường, không biết chân ở đâu ra nữa. Bởi kéo hai hướng như vậy cho nên bà bị trật chân. Kéo bắt đầu sáng hôm sau không có liên quan gì tới trật chân nữa trơn. Kẹp nói chuyện trật chân kệ trật luôn. Xong cái nhỏ này mới bắt đầu đi chợ với thằng đó. Mục đích chính đi chợ á là để ghi điểm trong mắt của cô chú. Chi vậy? Nó bị thao túng tâm lý mà thao túng tới mức này luôn. Nhưng thực ra cái cảnh này mục đích chính của nó là khác. Tại vì nhỏ đi chợ xong cái đi tới chỗ bán thịt chó. Cái lúc này camera đặc tả âm thanh, hình ảnh, mọi thứ để làm cho mọi người thấy cái chuyện ăn thịt chó, chặt thịt chó, bán thịt chó nó rất là ghê gớm, nó rất là kinh khủng. Và nhỏ này còn bồi thêm một câu nữa: nhưng tội nghiệp quá anh à, chúng ta thì có lựa chọn, chứ chó đâu có đâu. Trời đất ơi là trời, má coi tới khúc này tôi cảm thấy cái ngôn ngữ điện ảnh nó có rất là nhiều cách để có thể diễn tả cái mục đích rằng ăn thịt chó là việc không nên làm. Nhưng làm như vậy á, nó sẽ tạo hiệu ứng ngược. Bởi vì làm như vậy cho chúng ta thấy hãy cứ ăn thịt chó là tạo nghiệp. Tất cả những người mà bán thịt chó, buôn thịt chó đều rất là xấu xa, rất là toxic giống như cái gia đình đó. Thì nó lại có phản ứng ngược. Các bạn nếu mà để ý trong cái phim tôi đã review The Boy and the Heron nằm ở trong cái clip một phần pin comment á, thì trong phim của Studio Ghibli á, không có ai xấu hoàn toàn, tốt hoàn toàn, mà có lúc á rất là dễ thương như Vô Diện ban đầu, sau đó cái bắt đầu biến thành tử thần thực tử rất là ghê, sau đó nó lại dễ thương nữa. Hoặc là giống như con chim diệt ở trong cái phim mà chàng trai và chim diệt á, thì hả ban đầu nhìn nó rất là majestic, rất là hoàng gia, sau đó biến rất là ghê gớm, rất là ác quỷ, nhưng mà nó lại trở nên dễ thương lúc cuối phim. Nó vậy đó mấy bạn. Còn phim này vô một cái mình thấy tất cả những gì mà liên quan tới chó là đều tạo nghiệp hết á, thấy ghê lắm, các bạn nên bỏ đi. Thì nó lại có phản ứng ngược. Bởi vì tôi á là một người không ăn thịt chó, tôi cũng không thích thịt chó. Tôi đã từng làm một clip nói về chuyện đừng ăn thịt chó nữa. Nhưng mà cái thông điệp kiểu như bộ phim này á thì nó lại làm ngược lại. Bởi vì mấy đứa đó nó thường ăn ngược lại mà nó có nhiều cái sáng tạo lắm các bạn. Như cái câu là chó là bạn không phải thức ăn, nó chế thành chó là bạn không phải tôi. Nó rất là mất dạy nhưng mà nó rất là mất cười. Thì cái phim này nó không có làm gì được mà để thông điệp đó trơn hết á. Và cái cách thể hiện của nó lại càng nhảm nhí hơn nữa. Tại vì sau đó rất là nhiều những cái cảnh, cái khúc đầu phim khoảng một tiếng mấy á, là nó rất là chậm, mà nó chỉ toàn là ma chó hù không, mà chó hù không có làm gì hết trơn á. Toàn bộ những cái chuyện xảy ra như là ông đầu phim ông tự mặc cho ông chết, chứ chó nó có làm gì đâu. Chó chỉ có xuất hiện làm CGI mắt rồi la xóa lên, rồi bắt đầu đội nón, rồi bắt đầu chống gậy đi trong mưa, thì chứ không có quần què gì hết trơn á. Còn lại á, tới gần cuối phim á, bắt đầu nó dùng dập luôn, ma xuất hiện ồ mập luôn, người bắt đầu giết nhau rồi chết, toàn là chết nhảm nhí không à. Tại vì giống như là cái bộ phim này á, nó không có biết ai là kẻ thủ phạm ở trong phim này, ai là kẻ ác thực sự trong phim này. Nhưng do cái thông điệp á là tất cả những người mà đang bán thịt chó hay là ăn thịt chó đều có vấn đề hết, cho nên nó làm dồn hết tất cả những người mà xấu xa trong phim này đều là những người mà nãy giờ tôi nói, các bạn để ý các bạn sẽ biết ai là những người xấu xa trong phim này, đầu như là những người toxic đó mấy bạn. Cuối cùng mấy người đi chết hết rồi.
mà nó rất là vô duyên. Coi các bạn sẽ cảm thấy hả, trong phim á, người ta có đầy đủ là một cái cảm xúc từ A tới B. Trong phim này tự nhiên tới khúc cuối, mọi cái cảm xúc, mọi cái cách nhân vật, tính cách đều lật ngược hết. Ba mẹ đang thuộc dạng là giống như kiểu là một người nhu nhược, tự nhiên cú phim mạnh mẽ, xong rồi cứ bắt đầu lật ra chuyện này, chuyện nọ, chuyện lọ, chuyện kia. Coi phim bạn nói, ủa sao kỳ vậy? Cái cảnh này nó để làm gì? Tại sao nó lại như vậy? Và đó là một trong những cái vấn đề rất lớn của các đạo diễn phim Việt Nam. Muốn đưa ra một thông điệp bự, ý nghĩa, nhưng do họ không có đủ khả năng, không có đủ cái hiểu biết về trong cái chuyện mà dùng ngôn ngữ điện ảnh để thể hiện cái đó. Cho nên khi tới cuối phim á, họ bị bí, họ không biết làm như thế nào, có bắt đầu họ làm thiệt rầm rầm, dùng cái màu mè, dùng cái hiệu ứng thị giác quằn quại để giấu đi cái câu chuyện rất là nhảm nhí ở trong phim. Tại vì tới cuối phim các bạn sẽ thấy cái nhân vật mà cô gái mà người yêu của anh đó biến mất luôn, không để làm gì luôn, không có một cái tác dụng gì trong bộ phim này. Tại cuối phim anh đó lên xe anh chạy về quê, anh chạy về thành phố là không có cổ trên rảnh, không để làm gì luôn á mấy bạn. Đó là những cái lý do vì sao tôi nói đây là một bộ phim dở, mặc dù thông điệp có ý nghĩa. Thật ra bạn nào coi cái review này thấy hợp lý, các bạn có thể share, subscribe và trân trọng những cái review của tôi thông qua donation ha. Còn clip thì dài rồi, tới đây là hết được rồi, bye bye. Một bộ phim dở không cần phải nói nhiều nữa. See ya, hy vọng là chúng ta sẽ không coi những bộ phim dở như vậy nữa. Đừng quên, clip này có sự đồng hành của nha khoa Sunlip 159A Trần Nguyên Liệu, quận Phú Nhuận. Tới đó nói, bạn anh dưa leo thì sẽ được cạo gội răng miễn phí 100%. Niền răng trọn gói 30 triệu, mà chỉ cần trả trước 5 triệu, mỗi tháng trả 1 triệu. Răng sứ 50%, bảo hành trọn đời và nhiều ưu đãi khác nằm trong phần pin comment. Nhớ nhé, nha khoa Sunlip 159A Trần Nguyên Liệu, quận Phú Nhuận. Bạn anh dưa leo là pass.